Xin chào mọi người, xin chào các chị em. Thì hôm nay bên xưởng Mai Nguyễn Điểm sẽ tiếp tục giới thiệu đến các chị em mình cái mẫu bộ bên xưởng của em có hàng nha mấy chị. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các chị em mình cái mẫu là bâu cánh én nè mấy chị. Phía trước thì em sẽ có đính ba cái nút cho mình nha. Phía trước sẽ có đính ba cái nút tay là tay nhí bình thường nha mấy chị ơi. Ở trên đầu da em sẽ có dúng nhẹ cho mình luôn ha. Phía trước thì đính ba cái nút tạo kiểu. Áo thì sẽ hai bên có hai cái áo thì sẽ có bên cho mình đó mấy chị, bên trước và hai bên sau nha. Quần thì sẽ là quần dài ống ôm nha mấy chị. Quần thì sẽ là quần dài ống ôm nha. Thì bên em luôn luôn lúc nào cũng cố gắng làm ra những cái sản phẩm đẹp với giá thành rẻ để phục vụ cho mấy chị em mình được nhiều hơn và lâu dài hơn nha mấy chị. Cái mẫu này hôm nay sẽ có đủ size cho mình luôn là size 1, size 2, size 3, size 4, size 5, là tầm 45 tới 70 kg mặc vừa giùm em nha mấy chị. Thì tiếp theo em sẽ quay những cái màu bên em có hàng cho mấy chị em mình lựa chọn nha. Thì bên em vẫn đi đơn từ 4 bộ trở lên nha mấy chị. Một bộ là 50k, 4 bộ là 200k, được miễn ship, được kiểm tra trước khi thanh toán và nhận hàng tại nhà luôn giùm em nha. Rồi mấy chị em mình có nhu cầu á, khi mà mấy chị em mình đi đơn 4 bộ á, 4 bộ là 200k được miễn ship, và mấy chị có mua thêm những sản phẩm khác bên em vẫn được miễn ship chung đơn nha mấy chị. Thì trước tiên em cũng xin cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả các chị em mình trong suốt thời gian qua đã mua hàng ủng hộ bên em nè. Và đã giới thiệu được rất là nhiều người thân bạn bè mua hàng thì em cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các chị em mình đó là bên em sẽ có thêm cái món này là cái món cái này là đậu phộng lắc nè mấy chị. Một keo này sẽ là một keo đầy sẽ là 600g nha. Còn cái này là kẹo chuối nè. Một keo đầy như vậy cũng là 600g, giá là 60k. Mấy chị em mình khi mà dùng thì mấy chị cứ yên tâm nha. Cái này là bên em làm nhà cho nên đó là không có chất bảo quản nè, không có thành phần gì độc hại hết. Nó chỉ có là đường nè, nước cốt dừa, đậu phộng và gừng thôi. Nó rất là thơm và rất là ngon luôn, cho nên chị em mình cứ dùng thoải mái nha. Đậu phộng lắc á, thì đậu phộng đã rang rồi, rất là giòn và rất là thơm. Áo ở ngoài một lớp bột, còn có thêm mới là nước cốt dừa nữa, rất là béo và rất là vừa ăn, rất là ngon luôn. Một keo đầy sẽ là 600g, 60k nha mấy chị. Còn cái kẹo chuối của mình thì sẽ có thêm gừng, là nước cốt dừa nè, chuối nè, với lại đậu phộng mình xào chung lại rất là vừa ăn. Ở bên ngoài thì có một cái lớp bánh tráng rất là thơm và rất là giòn luôn nha. Một keo đầy vẫn là 600g, giá cũng là 60k. Mấy chị em mình mua đồ mình đi chung đơn vẫn được miễn ship chung luôn nha mấy chị em mình có nhu cầu thì mua ủng hộ bên em nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ quay những cái màu, những cái hoa văn ở bên shop của em có cho mấy chị em mình xem nha. Cái mẫu này là mấy chị em mình đặt đồ mẫu này thì mấy chị nói là mẫu bông cánh én giùm em nha. Mẫu bông cánh én ở dưới cái góc video á mấy chị. Em có để tên cái mẫu với lại là có cái ngày á mấy chị, khi mà xem thì mấy chị nhớ vào xem cái góc đó giùm em nha. Sẽ có đầy đủ size cho mình là từ size 1, size 2, size 3, size 4, size 5 là tầm 45 tới 70 kg mặc vừa nha mấy chị. Cái màu em đang mặc là màu vàng hoa văn bông ha. Nè. Màu này sẽ là màu vàng hoa văn bông nè mấy chị, còn cái này sẽ là xanh hoa văn bông giùm em nè. Quần sẽ là quần dài ống ôm nha. Quần thì sẽ là quần dài ống ôm nè mấy chị. Quần dài ống ôm giùm em nha. Quần thì sẽ là quần dài ống ôm cho mình ha. Áo thì áo có bâu giống mẫu em đang mặc nè mấy chị nha. Áo thì áo có bâu giống mẫu em đang mặc cho mình ha. Nè, em chỉ quay cho mấy chị em mình xem cái màu, cái hoa văn thôi, nhưng mà mẫu thì giống mẫu em đang mặc nha mấy chị, chứ cầm lên cái mẫu này cầm lên nhìn nó không có đẹp. Tại nó có cái bâu nó sụ qua sụ lại nè. Cái này là màu xanh giùm em nè, xanh lá giùm em nè, xanh lá hoa văn bông ha. Xanh lá hoa văn bông nha mấy chị. Rồi tiếp theo màu này sẽ là màu đỏ nè mấy chị. Quần thì tất cả đều là quần dài ống ôm hết nha. Quần thì tất cả đều là quần dài ống ôm hết giùm cho em nha. Màu này sẽ là màu đỏ bông nè mấy chị. Màu đỏ hoa văn bông giùm em, quần dài ống ôm này ha. Có size từ 45 tới 70 kg mặc vừa. Một bộ thì chỉ có 50k nha mấy chị ơi. Đi đơn từ 4 bộ nha. Chị em nào mà mình đi đơn từ 4 bộ trở lên sẽ được miễn ship rồi đó mấy chị. Còn khách sỉ á, thì sỉ ít nhất là 20 bộ dùm em nha. Khách sỉ thì được miễn ship tất cả các đơn hàng nha mấy chị, được kiểm tra trước khi thanh toán hết nha. Rồi mấy chị em mình đi đơn 4 bộ dùm em nè. 4 bộ là 200k được miễn ship nè, được kiểm tra trước khi thanh toán và được nhận hàng tại nhà luôn nha. Cái này là màu đỏ hoa văn bông giùm em nha mấy chị. Rồi tiếp theo cái này là xanh gieo nè, xanh gieo hoa văn bông giùm em nè. Cái bông nhìn sang quá trời luôn ha.
Rồi tiếp theo cái màu này sẽ là màu xanh ghiêu nè mấy chị. Màu này sẽ là màu xanh ghiêu hoa giăng bông dùm em. Áo là có cái bâu nè. Áo này bâu cánh én nè mấy chị ơi. Áo là sẽ có bông nha. Chắc giả là thun cáp misa rất là mịn nè mấy chị. Rất là mềm và rất là mịn luôn dùm em. Chắc giả thì coi dễ rất là thoải mái luôn nè. Áo thì sẽ là áo có ben hai bên trước và hai bên sau cho mấy chị em mình mặc vô nó thon thả hơn, form dáng nó đẹp hơn nha. Còn nếu như chị em nào mà mình về mình có bụng á thì mình có thể là tháo ben, mình có thể là tháo hai cái ben ra, hai bên trước ra mình mặc cho nó thoải mái hơn, mình không bị bó bụng nha mấy chị. Rồi tiếp theo màu này sẽ là màu xanh dương giùm em nè. Màu này sẽ là màu xanh dương hoa giăng bông nè mấy chị. Màu này là màu xanh dương hoa giăng bông giùm em nè. Chất giả là thun cát misa giùm em nha. Chất giả là thun cát misa co giãn rất là thoải mái và rất là mềm mịn luôn á mấy chị. Chất giả thì rất là mướt luôn nha. Bốn bộ là 200k được miễn ship nha mấy chị. Bốn bộ là 200k được miễn ship giùm em nè. Cổ là bầu cánh én nha. Mẫu này là mẫu bầu cánh én giùm em nè. Đầu thì bên em có sẵn em mấy chị, tại vì khi mà bên em làm, bên em may xong rồi á, có hàng sẵn trong nhà rồi thì em mới quay video chưa giới thiệu đến các chị em mình nghe. Đầu thì mẫu có sẵn nha mấy chị, mình có nhu cầu thì mình đi đơn, mình đặt đơn rồi bên em đi trong ngày cho mình luôn nha. Tùy theo địa chỉ thì tầm 2 đến 5 ngày thì mình sẽ nhận được hàng. Còn nếu như chị em nào mà tầm 5 đến 7 ngày mà mình chưa nhận được thì mấy chị cứ liên hệ lại bên em nha. Bên em sẽ kiểm tra lại cái đơn hàng của mình nha mấy chị. Rồi tiếp theo cái này sẽ là đỏ hoa văn nha mấy chị. Màu này sẽ là màu đỏ hoa văn giùm em nè nha. Quần nó sẽ là quần dài ống ôm, tất cả đều là quần dài ống ôm hết nha mấy chị. Hai bên sẽ có hai cái túi cho mấy chị. Màu đỏ hoa văn nè mấy chị, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang phải không? Chị em mình có thể chọn tông sát tông tối cũng được. Đi đơn bố bộ là 200k nha, kèm theo chiều cao cân nặng, địa chỉ số điện thoại là có đơn giùm em nha. Còn đủ xay đủ màu cho mấy chị em mình từ 45 tới 70kg mặc vừa nha mấy chị. Rồi tiếp theo cái này là màu xanh hoa văn nè mấy chị. Cái này xanh hoa văn giùm em nha. Đây là xanh hoa văn nè mấy chị ơi, xanh hoa văn giùm em nha. Mẫu áo là có bâu giùm em nè, mẫu áo là có bâu nha. Xanh hoa văn. Còn cái này là tím hoa văn nè mấy chị. Màu này sẽ là màu tím hoa văn giùm em nè, sẽ có đủ size cho mấy chị em mình nha. Tầm 45 tới 70kg là mặc vừa, có hàng hả? Có hàng cho mình nè mấy chị. Hoa văn nhìn rất là đẹp và rất là sang luôn nè mấy chị. Một bộ thì chỉ có 50k nha. Đi đơn từ 4 bộ nha mấy chị, 4 bộ là 200k. Được miễn ship, được kiểm tra trước khi thanh toán thì được nhận hàng tại nhà luôn nha. Chất giải thì rất là mềm và rất là mịn luôn cho em nè. Đặc biệt đó là bên em được may bằng máy 2 kim 4 chỉ. Khi mà mấy chị em mình mặc vô, mình đứng lên ngồi xuống thì nó sẽ có cái độ đàn hồi á mấy chị. Cho nên tình trạng nước chỉ rất là hạn chế, thậm chí là không có luôn cho em nha. Chị tay có nhúng nhẹ, mặc rất là dễ thương luôn ha. Cái bâu thì là có bâu, áo có bâu nè, bâu cánh én. Cái này phù hợp với mỗi lứa tuổi luôn nè. Mình trung niên tầm năm mấy 60 tuổi mặc vẫn được bình thường luôn nha. Cái này là tím hoa văn nha mấy chị. Chị em mình có nhu cầu thì khi mà đặt hàng xong thì mấy chị nhớ để ý điện thoại giùm em. Đơn hàng thì tầm 2 đến 5 ngày mình sẽ nhận được. Còn tùy theo địa chỉ giùm em nha. Sau khi mà đặt hàng xong rồi á thì mấy chị nhớ để ý điện thoại. Với lại thêm một cái lưu ý nữa là khi mà mấy chị em mà mình đặt bằng số điện thoại người thân thì mấy chị nhớ dặn người thân của mình là nhận hàng giùm. Chứ còn nhiều khi mấy chị đặt mà cho số điện thoại người thân mà mình không có dặn á, cái bên giao hàng người ta gọi thì lại nói là không có đặt hàng á mấy chị. Cho nên mấy chị lưu ý giùm em nha. Rồi tiếp theo cái màu này sẽ là màu xanh dương hoa văn nè mấy chị. Màu xanh dương hoa văn giùm em nè ha. Mẫu thì đều là mẫu áo có bâu hết giùm em nha mấy chị. Đều là mẫu áo có bâu hết giùm em nè. Một bộ chỉ có 50k thôi mấy chị. Thì bên em luôn luôn lúc nào cũng cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn các chị em đã mua hàng ủng hộ bên em trong suốt thời gian qua và đã giới thiệu được rất là nhiều người thân bạn bè mua ủng hộ nha. Thì bên em cũng sẽ cố gắng làm ra những cái sản phẩm đẹp với giá thành rẻ để phục vụ cho mấy chị em mình được nhiều hơn và lâu dài hơn nha mấy chị. Thì mấy chị em mình đã mua hàng, mình nhận, khi mà nhận hàng mà mình cảm thấy đồ mà vừa ý vừa túi tiền thì mấy chị giới thiệu thêm người thân bạn bè mua hàng giùm em nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Rồi tiếp theo màu này sẽ là màu tím hoa văn bông nè mấy chị. Màu này sẽ là màu tím hoa văn bông giùm em nè.
màu tím hoa văn bông nè mấy chị, áo là áo có bâu giùm em nè, áo là áo có bâu ha. Phía trước này có đính ba cái nút nè, tay thì có tay một chút xíu nè, mấy chị em mình mặc rất là gọn gàng và rất là đẹp luôn nha. Áo thì sẽ có ven nha mấy chị, hai bên trước và hai bên sau, tại vì bên em mang theo form dáng thợ may gia đình đó, cho nên form dáng mặc rất là vừa dặn, và khi mà mấy chị em mình mặc vô á thì cảm giác á là nó rất là ôm vô mình của mình luôn, rất là ôm vừa dặn chứ không phải mà cái kiểu mà không vừa dặn á. Cho nên mấy chị em mình cứ yên tâm, mấy chị em mình có nhu cầu thì mình có thể kết bạn Zalo hoặc gọi số điện thoại trực tiếp để đặt hàng cũng được nha. Mấy chị em mình á, chị em nào sử dụng Zalo gành á thì mấy chị có thể chụp màn hình nè. Mình chụp màn hình á, những cái màu nào mình thích thì mình gửi qua bên em thì bên em sẽ chốt đơn nhanh và chính xác hơn cho mình. Còn nếu như chị em nào mà mình đặt hàng qua số điện thoại á thì mấy chị có thể chọn tông sáng hoặc là tông tối giùm em kèm theo địa chỉ số điện thoại là có đơn giùm em. Còn nếu như không á thì chị mấy chị nhớ ghi lại, khi mà em đọc thì mấy chị nhớ ghi đúng cái màu em đọc. Khi mà xem video thì mấy chị đừng có tua nha, mình xem từ đầu đến cuối hết video luôn để biết bên em á là em đọc những cái màu nào, những cái mẫu gì và đặt hàng như thế nào á. Nếu như mà các chị em mình không biết cách đặt hàng thì mấy chị cứ để cái số điện thoại lại bên dưới bình luận thì bên em sẽ gọi lại và tư vấn cho mình nha. Rồi á là video đến đây em xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.